Sara ơi, đi bán hàng đấy ư? Ôi không, Sara ngã mất rồi. Lạy Chúa, Sara ổn chứ? Tớ bị ngã ra buôn à? Ôi, để tớ băng bó cho cậu. Đây là kỳ lân của tớ. Chúng ta về thôi. Cứu, cứu. Ôi, mẹ và các em không sao chứ? Mọi chuyện thực tế. Cháu xin chia buồn với cô ạ. Johnny xong đi chơi đùa và lỡ đánh rơi nến Rabun ạ. Rabun có điện thoại. Ôi tuyệt quá, Rabun đã trúng ngôi nhà trứng Pop It. Cháu xin tặng lại nó cho cô, Sara và các em ạ. Thank you very much. Đây là nhà trứng và 6 hộp sơn Pop It. Ok, bắt đầu với sắc đỏ nào. Tiếp đến là cam. Vàng, xanh lá, xanh dương và tím nhé. Ở đây là cửa và cửa sổ. Những chậu cây nhỏ. Cửa sổ áp mái. Chậu hoa. Đặc biệt là thật nhiều đá sắc màu lấp lánh nhé. Tuyệt không nào. Ơi, hãy khám phá căn nhà với mẹ con Sayako nào. Get ready, let's go. Okay. Đây là phòng khách với ghế sofa và kệ tivi thật lớn. Tuyệt. Vui quá. Cả nhà cùng xem Jingle nào. Ôi sợ ghê. Giờ thì khám phá tiếp nhé. Phòng bếp có tủ bếp này, tủ lạnh với thật nhiều thức ăn tươi và ngon này. Và cả một bộ bàn ăn nữa nhé. Ôi thơm nức mũi luôn. Johnny ơi, đi sữa nào, ngon miệng nhé. Phòng ngủ thì có giường của mẹ của Sara này. Kế bên thì đặt giường của Sammy và nôi của Sunny nhé. Tuyệt quá đi. Nó thật hoàn hảo. Chúc cả nhà một giấc mơ đẹp. Hey,
bồn tắm, bồn rửa và gương. Tất cả đã tạo nên một phòng tắm thật tuyệt. Yeah, tắm thôi. Ồ, đây là phòng thay đồ ư? Trên cả tuyệt vời. Tuyệt, tuyệt quá. Cảm ơn Jabun thật nhiều. Tạm biệt. Cuối tuần rồi. Đi chơi công viên thôi các bạn ơi. Chào đón hai mẹ con. Ồ, một đô ư? Xin lỗi nhé. Mom. Rita ơi, chúng ta không đủ tiền mất rồi. Ồ, heo đã có cách. Công viên giải trí thiên thần. Hãy làm mới nó với bìa xốp nhũ bạc và hồng nào. Thạch lấp lánh cũng đã sẵn sàng. Quá tuyệt vời. Vào trong thôi. Ở đây chính là một chiếc đu quay khổng lồ nhé. Đẹp quá. Các bạn thấy sao? Có bạn nhỏ nào biết trò này không? Ồ, đó chính là tàu lượn siêu tốc. Vui lắm nhé. Những gian hàng màu sắc thì đang đợi chúng ta. Với rất nhiều kem. Rất nhiều đồ ăn nhanh nhé. Cái tính đồ ẩm thực ơi. Bạn ăn ngoài trời đây rồi. Có rất nhiều gian hàng trò chơi và quà tặng để chúng ta cùng khám phá. Và những bộ đồ thú đáng yêu. Wow, hoàn thành rồi. Ôi, thích quá. Nào, mình cùng đu quay thôi. Let's go. Đi tiếp nào. Một chiếc tàu lượn siêu tốc. Lượn ngay thôi các bạn ơi. Quá tuyệt. Đã ai đói chưa nhỉ? Nếu có thì món bánh mì kẹp đang ở ngay đây rồi nhé. Măm măm thôi. Mẹ và bố cũng ăn chút nhé. Ew. Okay. Yeah, okay.
sữa dành cho các bé đây rồi. Let's go. Đi tiếp thôi. Bye bye. Tạm biệt. Ôi, những bộ đồ thú ngộ nghĩnh ghê. Okay. One, cả nhà two, cùng tạo dáng three. Nào. Okay. Thích quá. Trò ném phi tiêu nhìn thì dễ, nhưng lại chẳng dễ chút nào đâu nhé. Harry cũng muốn chơi ạ. Nhưng hãy xem bố thị phạm đây. Phải thế chứ. Rita thích thỏ hồng, còn Harry thì yêu tên lửa nhé các bạn. Ồ, phần thưởng của bố heo thật đặc biệt. Nhưng nó sẽ rất hợp với mẹ Rapunzel và Rita bé bỏng nhé. Thật đáng nhớ. Thanks. Bye. Tạm biệt.